Một trong những sự kiện kích cầu du lịch lớn nhất trong năm thường tổ chức vào tháng 4 được người dân rất quan tâm, đó là hội chợ du lịch quốc tế VITM. Sáng nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa mở cửa hội chợ, bắt đầu chuỗi 5 ngày mở bán những tour du lịch khuyến mại, vé máy bay giảm giá. Người dân đã đến rất đông trong ngày mở bán đầu tiên. Hàng dài du khách tìm kiếm cơ hội may mắn. Xếp hàng quay số trúng vé máy bay giảm giá, mức giảm giá vé là 15%, mức giảm hấp dẫn trong bối cảnh vé máy bay nội địa đắt đỏ. Bây giờ tôi cũng muốn quay để trúng được cái phần thưởng 15% giảm giá đấy thì là rất là quý. Trong khi đó, nhiều người mua chủ động lựa chọn tour du lịch nước ngoài với mức giá chênh chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng so với các tour trong nước. Thì nếu như giá tour quốc tế mà 10 triệu, tour trong nước 8 triệu thì người ta sẽ lựa chọn quốc tế ngay. Lượng đặt tour nước ngoài ghi nhận lên tới 60-70% ở nhiều đơn vị lữ hành. Trong khi đó, với du lịch nội địa, giá khuyến mại chủ yếu vào mùa thấp điểm khi học sinh đã vào năm học. Viettravel đưa ra thời điểm này là kích cầu những cái giai đoạn tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Thì du khách có kế hoạch đi các cái giai đoạn này thì sẽ giảm tới 40%. Sau Covid-19, du lịch nội địa trở thành chủ lực trong sự phục hồi ngành của nhiều quốc gia, nhưng giá vé máy bay đang làm cản trở sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực. Chúng tôi không gặp khó về mức giá vé máy bay quốc nội vì giá bay khá rẻ. Ngoài ra, để kích cầu nội địa, chúng tôi khuyến khích các công ty tập đoàn trong nước tặng phiếu giảm giá du lịch cho nhân viên để tạo điều kiện cho du lịch trong nước. Để cải thiện tình hình, cần mối liên kết chặt chẽ giữa du lịch và hàng không. Có như thế, những đợt kích cầu du lịch nội địa mới mang lại hiệu quả kinh tế thực sự. Cần phải có nhạc trưởng, cần phải điều tiết để chúng ta hình thành ra một chương trình xúc tiến quốc gia, một cái chương trình khuyến mại quốc gia. Ở đó các cái giá đều phải hài hòa với nhau để đạt được cái tổng giá tốt nhất có thể. Ước tính sẽ có khoảng 60.000 đến 70.000 lượt khách đến tham dự các hoạt động của hội chợ, cho thấy sự sôi động của hoạt động kích cầu này. Năm nay, du lịch Việt Nam kỳ vọng phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Số lượng có thể đạt được, nhưng doanh thu thu về của mảng du lịch này phụ thuộc lớn vào khả năng chi trả cho các tuyến du lịch có đường bay.